Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau: phòng chống virus corona với những khuyến cáo của Bộ Y tế với người dân; thời tiết lạnh kéo dài gia tăng nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi; trong mục Thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh cúm ở trẻ em và những điều cần lưu ý. Trong mục Cẩm nang y học kỳ này là bài thuốc chữa cảm hàn từ củ giấy. Cuối chương trình là câu chuyện y tế, đầu xuân gặp gỡ những bác sĩ tuổi Tý. Sau đây là nội dung chi tiết. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV phù hợp với diễn biến tình hình dịch, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau. 1. Tránh đi du lịch nếu đang có sốt, ho hoặc khó thở. Đến ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ, đồng thời chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế. 2. Tránh tiếp xúc với người sốt, ho, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng. 3. Khi ho hắt hơi, hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau khi sử dụng khăn giấy, bỏ vào thùng rác rồi rửa tay. 4. Nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch, thông báo ngay cho nhân viên hàng không, đường sắt, ô tô và tìm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. 5. Chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín. 6. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Tránh tiếp xúc gần với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã. 7. Đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh. Hãy gọi số 1900-3228 để cung cấp thông tin, ý kiến về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và nhận tư vấn cách phòng dịch bệnh. Theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị virus corona của Bộ Y tế, các trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona mới bao gồm người bị sốt và viêm phổi kẽ hoặc hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển. Dựa trên lâm sàng hoặc hình ảnh X-quang, tổn thương các mức độ khác nhau mà không lý giải được bằng các nhiễm trùng hoặc căn nguyên khác, bao gồm tất cả các trường hợp có chỉ định lâm sàng xét nghiệm viêm phổi cộng đồng. Người bệnh sống hoặc đi du lịch tới vùng dịch tễ có bệnh do virus corona mới trong vòng 14 ngày trước khi bắt đầu có triệu chứng. Người tiếp xúc vật nuôi bị bệnh, động vật hoang dã ở các vùng dịch tễ trong vòng 14 ngày. Người tiếp xúc trong thời gian ủ bệnh 14 ngày với trường hợp sốt và nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính chưa rõ nguyên nhân xuất hiện trong vòng 14 ngày sau khi đi du lịch tới vùng dịch tễ có bệnh do virus corona mới. Bệnh có các biểu hiện lâm sàng, X-quang hoặc xét nghiệm giải phẫu bệnh phù hợp với các triệu chứng của bệnh viêm phổi lạ. Một số trường hợp khác có thể mắc bệnh thông qua bằng chứng dịch tễ và lâm sàng, bao gồm người tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh đã được chẩn đoán xác định bằng xét nghiệm, bao gồm những người chăm sóc bệnh nhân, nhân viên y tế, gia đình, người thăm bệnh. Thời tiết rét đậm rét hại trong những ngày đầu năm là nguyên nhân gây ra tình trạng đột quỵ não ở nhiều người cao tuổi. Ghi nhận tại khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, khoa hiện đang điều trị cho hơn 20 bệnh nhân, chủ yếu là bệnh nhân cao tuổi bị đột quỵ não. Theo các bác sĩ của khoa, đột quỵ não người cao tuổi thường xảy ra ở những người bị suy nhược cơ thể, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch hay mắc các bệnh tim mạch và những người thường sử dụng rượu bia. Vào những ngày đầu năm mới, trời lạnh, nhiều người thường quan niệm uống chút rượu cho ấm bụng, nhưng đây là quan điểm hoàn toàn sai lầm và phản khoa học. Bởi khi uống rượu, các mạch máu giãn ra, gặp trời lạnh, mạch máu đột ngột co lại gây tăng huyết áp, dẫn đến tai biến đột quỵ và nguy cơ tử vong rất cao. Sau kỳ nghỉ Tết với chế độ ăn uống nhiều đạm, đôi khi có phần quá tải cho hệ tiêu hóa và thường xuyên sử dụng rượu bia khiến cho nhiều người dễ mắc phải đợt cấp của bệnh gút. Giai đoạn này được gọi là gút cấp, xảy ra sau giai đoạn 1 là tăng axit uric máu không triệu chứng. Nó biểu hiện bằng việc sưng nóng, đỏ, đau dữ dội các khớp bị viêm, thường là khớp bàn ngón cái, khớp cổ chân và khớp gối, đặc biệt khi có các yếu tố thuận lợi như ăn nhiều đạm, uống nhiều rượu bia như trong dịp Tết. Các cơn gút cấp có thể tự khỏi trong vòng 2 tuần hoặc khỏi sau vài ngày dùng thuốc colchicine và các thuốc chống viêm giảm đau. Vì vậy, nhiều người sẽ chủ quan, không thăm khám tiếp. Bác sĩ khuyến cáo người dân khi có biểu hiện nên đến cơ sở y tế thăm khám để chẩn đoán sớm bệnh gút giúp cho điều trị đúng, tránh để hậu quả nặng nề. Do thời tiết rét đậm rét hại kéo dài, vì vậy sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lượng bệnh nhi mắc các bệnh về đường hô hấp nhập viện sản nhi Hưng Yên chiếm tới 70-80% trong tổng số các bệnh nhi điều trị tại đây. Hiện bệnh viện đang điều trị nội trú cho trên 260 bệnh nhi, chủ yếu là các bệnh về đường hô hấp như viêm phế quản, cúm, viêm phổi. Các bác sĩ khuyến cáo trong thời tiết như hiện nay, người dân nhất là trẻ nhỏ cần được giữ ấm cơ thể, không nên đi ra ngoài vào ban đêm hoặc sáng sớm để tránh bị lạnh đột ngột. Nên cho trẻ ăn uống các thức ăn ấm nóng, giàu dinh dưỡng để có đủ năng lượng giữ ấm cho cơ thể.
khi trẻ bị bệnh cần đưa đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý điều trị bằng kháng sinh tại nhà, tránh tình trạng kháng thuốc và làm cho việc điều trị trở nên khó khăn hơn. Thưa quý vị và các bạn, cúm mùa là một bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra. Bệnh xảy ra quanh năm, thường gia tăng mạnh vào mùa xuân và lúc giao mùa. Trẻ em là đối tượng rất dễ mắc cúm mùa do sức đề kháng còn kém. Và khi trẻ mắc cúm thì rất là cần được chăm sóc đúng cách để giảm thiểu các biến chứng nguy hiểm do virus cúm gây ra. Và để hiểu rõ hơn về bệnh, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình và thạc sĩ, bác sĩ Lại Thị Tươi, khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Xin chào bác sĩ. Trước tiên thì rất là mong bác sĩ cho quý vị khán giả được biết rõ như thế nào thì được gọi là cúm mùa. Thực ra thì bệnh cúm là một cái bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây lan rất là nhanh qua đường hô hấp. Thì cúm thì có do rất là nhiều nguyên nhân gây ra, đặc biệt là nguyên nhân virus. Thì các virus thường gặp là virus nhóm A, nhóm B, á cúm và các tuyếp khác. Thì cúm mùa ở đây thì là xảy ra quanh năm và cái nguyên nhân gây ra cúm mùa là do cái virus cúm A và B, và đặc biệt là cái virus này cũng không có biến thể nào thêm, rất hay gặp vào mùa đông xuân, đặc biệt là cái thời gian này. Thưa bác sĩ, khi mà trẻ mắc cúm mùa thì sẽ thường có những cái biểu hiện như thế nào ạ? Bao giờ nhiễm cúm thì cũng có cái triệu chứng gọi là hội chứng cúm. Hội chứng cúm bao gồm là gì? Tức là đầu tiên sẽ là sốt cao. Sốt cao rất là cao, sốt cao liên tục từ 3 đến 7 ngày. Đặc biệt trong nhiễm cúm thì có thể là sốt theo hình thái kiểu chữ V, tức là trẻ sốt cao liên tục, sau đó cắt sốt 1-2 ngày, nhưng sau đó thì trẻ lại lên cái pha 2 là sốt rất là cao. Đó, theo đó là cái triệu chứng viêm nong đường hô hấp trên, bao gồm trẻ có ho, hắt hơi, chảy nước mũi, đau rát họng, đau ngực, khàn tiếng, có thể là trẻ sẽ đau đầu, quấy khóc. Một số trẻ lớn thì có thể là kêu là ù tai, rồi đau mọi người, đau cơ. Đấy là những cái triệu chứng cơ bản thường gặp của một cái bệnh nhi mắc cúm. Ngoài ra thì trong một số các cái trường hợp nặng thì trẻ có thể vật vã, ly bì, có những biểu hiện hôn mê, nhưng mà cái số đấy thì rất là ít. Vâng, vậy thì cách điều trị khi mà trẻ mắc cúm mùa sẽ là như thế nào ạ? Về mặt cơ bản thì cúm là một loại virus nên là cũng không có điều trị gì đặc hiệu lắm. Đa phần cái phương pháp chính vẫn là điều trị triệu chứng, nâng cao thể trạng. Điều trị triệu chứng ở đây là gì? Tức là điều trị cái sốt. Tại vì khi mà trẻ mắc cúm thì sẽ sốt rất là cao, bố mẹ trẻ thì rất là lo lắng, và đa phần những trẻ đi khám là chỉ vì con nhà mình sốt cao. Thì cái việc hạ sốt tốt ở đây bao gồm là mình dùng thuốc, mình cho trẻ uống nhiều nước, các cái dung dịch bù nước và điện giải, các cái dung dịch nước hoa quả. Nếu mà trẻ sốt cao quá mà trẻ không bù được bằng nước uống thì mình có thể truyền dịch cho trẻ, cộng thêm là các cái nâng cao thể trạng thì có thể là cho trẻ uống các loại vitamin hoặc các cái loại thuốc hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, như một số các loại là interferon hay là vitamin C. Trong một số trường hợp mà cúm nặng, tức là chiếm tỷ lệ rất là nhỏ, thì có một số thuốc điều trị đối kháng như là Tamiflu, hoặc là mình dùng các cái gamma globulin miễn dịch. Xin bác sĩ có thể đưa ra một số lời khuyên cho các bậc phụ huynh để có thể phòng tránh cúm mùa tốt nhất cho con em mình ạ. Thực ra cúm mùa là cái bệnh mà diễn ra hàng năm và nó theo mùa. Thì đến cái mùa đấy thì sẽ có dịch cúm lan hành. Nên là cái biện pháp tốt nhất mà để phòng bệnh thì chúng ta phải tiêm phòng thôi. Thì bây giờ cái vaccine tiêm phòng cúm thì nó cũng rất là đơn giản và dễ ở các cái trung tâm y tế dự phòng. Ngoài ra thì khi mà trẻ mà đã mắc cúm thì mình nên hạn chế cách ly trẻ, làm sao để hạn chế nguồn lây lan cho các bạn trong cộng đồng. Ví dụ như nhà mình con mà mắc cúm thì nên cho con nghỉ học từ khoảng từ 4-5 ngày đến 1 tuần để làm sao mà giảm thiểu tối đa cái nguy cơ lây cho các bạn. Vâng, rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian trao đổi với chương trình. Thưa quý vị và các bạn, giấy là một loại cây thân mềm, trông giống như là cây dọc mùng hoặc là cây khoai sáp mọc hoang ở nhiều nơi. Củ giấy ăn vào gây ngứa miệng và họng. Tuy nhiên, theo đông y, củ giấy có tính hàn, vị nhạt, thanh nhiệt, có tác dụng trong điều trị các chứng cảm hàn, mụn nhọt, nấm ngứa, thống phong. Và trong mục Cẩm nang y học số này, lương y Nguyễn Văn Triệu, hội viên Hội đông y huyện Văn Lâm sẽ giới thiệu tới quý vị phương pháp đánh cảm từ loại củ này. Chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về tác dụng của một củ giấy và củ giấy để đánh gió, đánh cảm. Bình thường các bạn nghĩ tưởng là cái củ giấy này nó bị ngứa, nhưng mà đến khi mà các bạn bị bệnh thì giã ra nó không ngứa một tí nào mà nó lại cực nhanh liền vết thương. Thứ hai, về cái củ giấy này
ta có thể là đánh cảm, đánh gió, chẳng may mà người nhà bị, ta không phải dùng những cái thứ như là đồng bạc, là dây chuyền bằng bạc hay là trứng để ta đánh, thì vừa là lâu vừa lại là hiệu quả nó không cao. Rồi đây là củ giấy, ta cắt củ giấy ra và ta chuẩn bị ra là một là cái dao, hai là mấy cái đĩa này để ta vào ta làm như sau. Ta có thể quấn, có thể cầm không, hoặc có thể là mình cạo ra thì mình quấn vào cái khăn để mình cầm cho dễ. Ta sát cái nhựa của củ giấy vào lưng, sát dọc theo đốt sống từ trên xuống. Sát thế này đến cái củ giấy mà nó hết nhựa, ta lại phải dùng ta cắt ra để nhựa nó ra, xong là ta lại sát tiếp. Ta sát từng nhịp một thế này, sát như thế này mà thấy nổi lên những cái nốt đỏ nhiều hoặc là nốt nốt tím thâm vào thì chỗ đấy là nó là bị rất là nặng, bị nhiễm trúng gió rất nặng, thì ta có thể là sát thêm về cái khu vùng đấy, vùng rộng ra vùng đấy, rộng ra vùng vùng lưng. Ta sát rộng ra vùng lưng, dọc theo đốt sống lưng, thì vùng giáp tích rồi vùng du, dọc theo cái đường sống lưng này. Nếu mà như bị ở đầu, đau đầu hoặc là bị đánh gió ở đầu, ta cũng có thể mình đánh theo vùng trán. Một lần thường ta đánh khoảng 15 phút thì là bệnh nhân đã tỉnh, đã khỏe rồi, thì ta thôi, ta không đánh nữa. Sau khi đánh gió cho bệnh nhân xong thì thường là bảo bệnh nhân ngồi một chỗ, không nên đi lại và không ra gió, thì là nhỡ sợ nhiễm gió lại. Theo quan niệm dân gian, những người sinh năm Tý thường thông minh, năng động, sáng tạo và có cuộc sống an nhàn. Quan niệm này có thực sự đúng? Đầu xuân Canh Tý, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ những bác sĩ tuổi Tý, nghe họ trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề của mình. Từ khi vào được thì được các bác sĩ rất quan tâm. Thứ nhất là bác sĩ Lân, thường thường hay sáng là cứ đến thăm bệnh và cũng hỏi về cái thứ nhất là nó có ăn, ông có ăn được không hay ông có ngủ được không? Đầu ông còn đau hay không hay như thế nào, thì là để bác thăm bệnh và cũng đã điều trị. Đến hôm nay là tôi cũng bệnh ông đỡ khoảng 70-80%. Tâm huyết với công việc, hòa đồng cùng đồng nghiệp là những lời nhận xét của các y bác sĩ tại khoa thần kinh nội tiết Bệnh viện Đa khoa tỉnh về bác sĩ Phùng Chí Lân. Sinh năm 1984, tuổi Giáp Tý, bác sĩ Lân đã có 12 năm gắn bó với nghề. Anh và các đồng nghiệp mới áp dụng thành công kỹ thuật điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết. Đây là kỹ thuật điều trị triệt để đối với bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp đã được Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên triển khai từ tháng 1 năm 2019. Hiện đã cấp cứu thành công cho hơn 20 bệnh nhân. Đã 7 năm đón giao thừa tại bệnh viện, nhưng với bác sĩ Lân, cảm giác đón năm mới tại đây bao giờ cũng khác lạ và có những cảm xúc riêng. Mình rất là may mắn khi được gia đình thông cảm, động viên. Nhiều năm mình phải trực Tết, thì thường số lượng bệnh nhân vào dịp Tết thì ít, cho nên là trực thì cảm giác nó ngày nó dài hơn, đấy, cũng vắng vẻ hơn so với bình thường. Gần 3 giờ chiều ngày 29 Tết, khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn tấp nập bệnh nhân. Dường như không khí Tết vẫn chưa xuất hiện ở nơi đây, bởi bác sĩ Đỗ Thị Thu Hương và các đồng nghiệp vẫn đang tất bật với công việc. Sinh ra trong gia đình cả bố mẹ đều công tác trong ngành y tế. Nhiều đêm giao thừa thiếu vắng bố mẹ khi họ vào ca trực, bác sĩ Hương thấu hiểu hơn ai hết sự vất vả của người y, đặc biệt là trong những ngày Tết. Sinh năm 1984, tuổi Giáp Tý, cái tuổi theo quan niệm dân gian, thông minh, năng nổ kém ai, công danh tài lộc gấp hai người thường. Nhưng với chị thì không có công việc nào là an nhàn, không đòi hỏi sự cố gắng và cầu tiến. Nhiều người quan niệm là tuổi Tý là có một chút thông minh và an nhàn. Nhưng mà theo mình thì thông minh thì có nghĩa là có. Đấy, nhưng mà an nhàn thì không hợp với những người trong ngành y của mình. Vì ngành y của mình lúc nào mọi người cũng phải có tư thế sẵn sàng để chăm sóc và bảo vệ bệnh nhân. Một mùa xuân mới đang về, ngay tại nơi đây, khi cả bệnh nhân và bác sĩ đều tất bật tranh đấu với bệnh tật, thì sắc xuân vẫn tràn trề, len lỏi đến từng giường bệnh. Mọi người cùng cầu mong một năm mới bình an, nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện y tế vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe và Đời sống hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.